xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi sáng thứ bảy cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và gặp nhiều may mắn nhá. Xin giới thiệu với mọi người, hiện tại thì Ben đang ở quán ăn sáng hủ tiếu Sài Gòn ở đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Hiện tại thì Ben đang cùng với người bạn đồng hành của mình ở giải Liberty này đi ăn sáng và để chuẩn bị cho những video tác nghiệp của Liberty vào sáng ngày hôm nay. Bây giờ mời mọi người cùng Ben chúng ta vào quán ăn sáng và sau đó sẽ lên sân và sẽ quay giải cho mọi người xem nha. Quán rất là đông. Đây là người bạn sẽ tác nghiệp với Ben ở giải đấu năm lần này nha. Bạn Dương, xin chào mọi người. Đã xuất hiện với chúng ta vào video hồi tối khi giao lưu với anh em miền Nam rồi. Hôm nay YouTuber Ben Công Tử sáng tác nghiệp ở giải bóng đá Liberty. Lần năm 2020 thì Dương cùng đứa YouTuber đi thử hồ tiếu Sài Gòn ở mảnh đất Thái Hòa. Thì hy vọng là món ăn sẽ hợp khẩu vị với em Ben. Một gương mặt cũng rất quen thuộc nha. Chúng ta đã gặp em Khánh ở công tác viên của Ben ở giải nông dân huyện Đô Lương chung kết Đặng Sơn và Đa Sơn nha mọi người. Hiện tại thì anh em đang ở quán hủ tiếu Sài Gòn ở Hoa Hiệu Thái Hoa. À, sau khi ăn sáng thì anh em sẽ lên sân. Mọi người chơi nha. Cắt từng video một chứ. Nó cắt riêng được quá. Hiện tại thì thời tiết ở Thái Hòa sáng hôm nay rất là đẹp. Dự là sẽ có một giải đấu rất là thành công cho ban tổ chức nha mọi người. Trời rất đẹp. Nhiệt độ khoảng 26 độ C. Trời còn nắng nhẹ nhá. Và theo như ban tổ chức thì sẽ đánh một sân, có 8 đội tham gia: Kin FC Hoa Thành An, FC Kiên In, FC HM Coffee, FC Phong Phạm, FC Bảo Nhi, FC Nội Sân Hoàng Phi, quy tụ dàn vận động viên của ba miền Bắc, Trung và Nam: dàn sao Sở Hà Tĩnh, dàn sao Nghệ An, dàn sao Hòa Bình và đặc biệt là dàn sao đến từ miền Nam như hồi đội ở video Ben có đăng ở trên kênh Vi Long thứ 14. Siêu đông, toàn siêu sao, rất nhiều quy tụ, hứa hẹn một trận đấu rất tuyệt vời. Bạn có mấy? Bạn hủ tiếu Sài Gòn ở Thái Hòa đấy mọi người nhá. Quán rất nhỏ và cũng những khách là tương đối đông nha mọi người, là đủ biết quán rất là ngon. Và mình sẽ ăn thử và sẽ review cho mọi người xem nha. Mọi người thích hủ tiếu thì có thể ghé quán để ủng hộ cho cô chủ quán nha. Đây rồi mọi người nha, sau khi gọi món thì Ben đã gọi 3 bát hủ tiếu đặc biệt nha. Và Ben sẽ review cho mọi người xem và sẽ ăn thử nha. Nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Nhìn rất là ngon. Và đây, nhìn rất là ngon nha mọi người. Đấy, hủ tiếu Sài Gòn. Hai bạn mời mọi người nha. Rồi nhá, em chuẩn bị xong rồi, bây giờ sẽ thưởng thức nha mọi người. Mời cả mọi người ăn sáng nhá. Và chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Hẹn gặp lại mọi người ở trên sân nha. Rồi, hiện tại thì anh em của Ben đã ăn sáng xong ở quán hủ tiếu Sài Gòn nhá. Và bây giờ sẽ lên đường đến sân vận động Quảng Tiền và Ben sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem nha. Mọi người cùng đi theo Ben nha. Let's go, đi thôi. Đành không đớn đau đớn, chết lặng giữa trời mây. Quyết định ngày hôm nay ở Thái Hòa rất là ok nha mọi người, rất là xịn xò.
như là một giải đấu rất thành công của ban tổ chức. Chỉ là anh có chắc luôn âm thầm bước về phía nắng ấm cùng mẹ em. Chỉ là cơn mưa đêm quá cầu hiệu của Thái Hoa nha, đây là cầu hiệu. Và ở xa xa phía bên kia là cầu hiệu 2, cầu hiệu mới nha mọi người. Sân bóng nằm rất gần với địa điểm cầu hiệu và khách sạn Thái Hoa Master. Như vậy là chúng ta sắp đến nơi nhé, trước mặt chúng ta là sân vận động Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. Giới thiệu với mọi người nha, đây là toàn cảnh phía trong sân thi đấu của giải Liberty lần này. Tất cả các quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay tại sân vận động phường Quang Tiến sẽ diễn ra giải bóng chuyền nam vì miền Trung yêu thương Liberty Cup. Vì vậy giờ phút này xin được trân trọng kính mời đồng bào, đồng chí và các bạn chúng ta cùng bất chấp thời gian công việc của mình để cùng trở về với sân vận động phường Quang Tiến để chúng ta sẽ cùng theo dõi và cổ vũ động viên tinh thần cho. Hiện tại thì mẹ cùng mọi người chúng ta hãy rảo bước để vào sân nha. Kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng thông báo trong buổi sáng ngày hôm nay tại sân vận động phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, yêu thương Liberty Cup sẽ hết được bắt đầu. Giải được ban tổ chức. Vì vậy một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đoàn vận động viên và toàn thể quý vị khán giả cổ động viên, chúng ta hãy cùng tập trung về sân vận động phường Quang Tiến để chúng ta sẽ cùng tham gia theo dõi và cổ vũ động viên tinh thần cho các đội về tham gia giải đấu năm nay. Về một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Sân thi đấu của chúng ta sẽ thi đấu trên một sân, mặt sân rất đẹp. Và cổ vũ cho các đoàn vận động viên về tham gia giải đấu bóng chuyền nam mở rộng vì miền Trung yêu thương Liberty Cup năm 2020. Về một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Khán đài á. Với khán giả là tập trung rất là đông nha mọi người. À, chào tất cả bà con nha. Ê, chào bạn nha. Chào bạn nha. Đây là bà con Thái Hòa đến để tham dự khán trận giải đấu này. Ban tổ chức chuẩn bị cho sân bãi rất là hoành tráng. Đây là xe tài chính định danh đô lương này quên mình. Hiện tại thì các anh em vận động viên của các đội đã đến tương đối là đầy đủ nha mọi người. Đây trước mắt chúng ta là trưởng ông trưởng ban tổ chức giải ông Hoài Lê. Các bác nhá. Đây là trưởng ban tổ chức giải Liberty nha mọi người vì miền Trung. Và sắp tới chúng ta sẽ đến với lễ khai mạc. Bây giờ thì thời gian cũng đã khá là muộn rồi. Và theo như men quan sát thì các đội đều đã đến khá là đầy đủ. Ở trước mặt chúng ta là các thao lô của giải đấu năm nay. Giải bóng chuyền vì miền Trung yêu thương. Toàn thể quý vị khán giả đã có mặt tại sân vận động phường Quang Tiến để chúng ta sẽ cùng tham gia giải đấu bóng chuyền nam mở rộng vì miền Trung yêu thương Liberty Cup năm 2020. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho lễ khai mạc giải bóng chuyền nam mở rộng 44 Liberty Cup năm 2020
trình sẽ được liên tục với đây, hai ca khúc đường thánh Hải Vân Quang biểu diễn Thanh Hậu Hoa Hải Đường biểu diễn Văn Quý Trời Ta Nhỏ và Hồng Cơ Bắp phía xa kia là Tém Bảo Nhi của Sạch Đen Thắng Con anh Phi Gịp và Văn Tuấn. Đây, dàn anh em vận động viên rất chất lượng, còn anh em Việt Nam thì vẫn chưa thấy xuất hiện ở sân bóng này. Khán giả tập trung vào đây khá là đông. Đáng lý ban sẽ quay vlog kiểu này rất dài cho mọi người xem, nhưng ban tổ chức mở nhạc và dịch bản quyền cho nên ban không thể liver cho mọi người xem được. Rất là đáng tiếc. Bước đi hướng tới muôn đường xa, chặng đường đau trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Được vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngàn cao, và con tim ta đã bước quyền cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng Mỏ Hồng, Cú Em, Thanh Hòa, Quý Tròi, anh Phi Gịp, Thắng Con. Lên vai những người chiến thắng, ngoài không, những người là cánh đen sẽ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi. Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đừng đến treo leo trên gian, vượt gian nan ta vượt tới những mắt rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Vậy làm gì đây? Đường đến sáng miền Trung có. Anh em miền Nam Chí Thống, Lý Quốc, Tiền Đen, anh Quỳ Nhóc. Đó biết cái tài anh đang đúng rồi. Lâm Hưng, thì hiện tại bạn đang đứng giữa một biển người, khán giả có, vận động viên có và anh em cầu thủ rất còn rất là đông. Trình đốn trang phục rất là trình đốn trang phục xanh. Khán tài rất tuyệt vời mọi người ơi. Chào cờ, chào. Rất đông. Vâng, và như vậy là ban tổ chức vừa tiến hành lễ chào cờ xong. Thưa quý vị đại biểu, thưa các vị lý do bản quyền nên bang không trong những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung đã và đang xảy ra mưa to, lũ lụt dài ngày trên diện rộng, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Hàng trăm xã phường của các tỉnh miền Trung bị ngập lụt, đó các tỉnh miền Nam nhất là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh. Tính đến nay có hơn 40 người tử vong và mất tích do lũ, hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, cần sự chung tay giúp sức của tất cả những con người trên quê hương Bắc Hồ nói riêng và thường quân bằng những tấm lòng vàng, bằng những con tim và bằng những trái bóng thông qua sự đoàn kết trên nhà. Sân cỏ có anh Tuấn này, cùng với có sự giúp đỡ có của các tổ chức, các đơn vị, cá nhân thế mong muốn góp phần nhỏ công sức của mình để chia sẻ, xoa dịu bớt nỗi đau mất mát thiệt hại của bà con vùng lũ. Đặc biệt được sự nhất trí của nhà tài trợ chính Liên Việt có hai tem là Hoa Đình An và Phía Hòa Bình đã cùng với các đơn vị đồng hành rời khỏi cuộc chiến này. Nhà hàng Gia Phú, chúng ta sẽ không được thấy Đức Hạnh và Giang Sao ở tỉnh Mây Dựng Mùa Bay đã tạo nên một sân chơi vô cùng ý nghĩa này với tên gọi Vì Yêu Thương Liberty Cup, và như vậy để cho các đội có cơ hội giao lưu, học hỏi và cống hiến cả cho khán giả những pha bóng đẹp, những trận đấu hay. Cũng như và bên cạnh đó, giải sẽ còn đóng góp một chút nhỏ từ thế giới của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những đang chịu video những trận đấu của giải đấu này. Bye bye. Về tham dự với